bản thân cũng là một người nông dân, tôi rất hiểu được cái công việc đó. Thực sự là những công việc rất vất vả. Đấy, cho nên là tôi mới mày mò để nghiên cứu ra những cái công cụ phục vụ chính những công việc đó, nó một cách nó gần gũi nhất và nó thiết thực nhất, không hề qua một trường lớp nào. Thời gian đầu thì thực sự gặp nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tinh thần và vật chất. Nghiên cứu sáng chế thì nó cũng phải cần những vật tư, rồi là cần những thiết bị máy móc. Giai đoạn đầu thì không hề ai ủng hộ, họ cho rằng những việc làm của mình rất là viển vông. Đầu tiên cái sản phẩm mình ra là tận dụng những cái sắt phế liệu, ví dụ như động cơ thì dùng động cơ xe máy bỏ đi đấy để mình chế ra một sản phẩm. Nhưng mà sau rồi cứ dần dần mình cải tiến lên. Cái tâm đắc nhất với cái sản phẩm của mình, hoặc là nói nó là cái chiếc là con đẻ của mình, thì nó là sản phẩm đa năng. Đa năng tức là một máy nó có thể làm được rất là nhiều chức năng và nó đa địa hình nữa. Năm 2005, anh Huy bắt đầu công việc sáng chế và cũng không ít lần đối mặt với thất bại. Mặc dù vậy, anh không những không nản lòng mà ngày càng phát minh thêm nhiều chức năng mới cho đứa con tinh thần của mình. Từ 3 công năng, sau tích hợp thành 8, 12, rồi đến nay là 15. Sử dụng nhẹ này, rồi là nghe nó nhanh tiện hơn và làm nó cũng dễ. Và là nói chung là nó giảm cho mình được nhiều cái công sức. Chiếc máy nông nghiệp đa năng, một sáng chế của anh Huy, giờ đã trở thành nông cụ quen thuộc của nhiều bà con ở khắp nơi. Trung bình mỗi tháng, xưởng sản xuất của anh nhận được hàng chục đơn đặt hàng. Cũng nhờ đó mà nhiều thanh niên trong xã đã có việc làm và thu nhập ổn định. Toàn công việc nó như nhẹ nhàng như làm trong xưởng này, nó không phải vất vả như ở ngoài nhiều. Còn thu nhập thì bình thường như bây giờ thì chung là gia đình thì vẫn đủ sống ạ. Anh Huy đã nhận được rất nhiều bằng khen, cúp, chứng nhận. Đặc biệt mới đây anh được vinh danh là một trong 10 công dân thủ đô ưu tú. Đó chính là động lực để anh tiếp tục phấn đấu. Không dừng lại ở đây và sẽ còn cải tiến và tích hợp nhiều công năng hơn nữa khi nhu cầu bà con nông dân và công việc của bà con nông dân thực tế vẫn cần. Và chúng mình còn đưa ra nhiều loại máy khác nhau nữa. Xã Thượng Vực rất vinh dự là có hội viên Tạ Đình Huy. Tới đây sẽ được hội nông dân các cấp giới thiệu và tham gia vào hội thi nhà nông sáng chế lần thứ 7 của toàn quốc. Những công trình sáng tạo như của anh nông dân Tạ Đình Huy đã và đang góp phần tô thắm thêm cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu do hội nông dân phát động. Từ đó, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển, hội nhập của nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội đất nước nói chung.